Lạc quá. Hello, xin chào bạn. Lạc. Mình là Ender Boy. Thì hôm nay mình sẽ thử chơi sinh tồn ở trên Minecraft PC nha bạn. Nếu bạn thấy video mình hay, hãy like video, đăng ký kênh, nhấn chuông, báo những video mới nhất của mình. Ok, thì bây giờ mình vừa tạo ở dưới xong. Ok, mình đã để là bonus chest, nên là mình được tặng thêm một cái hòm lúc mới đầu vào game. Ok, mỗi tội các bạn thông cảm. Máy đây là máy cũ, mình tái sử dụng lại đâm ra nó lag lắm. Lag. Với cả mình chưa biết cách chỉnh skin mà trong skin nó vẫn như này. Ok, giờ ta sẽ lấy cái hòm. Mình còn chỉnh seed là seed village luôn cho đỡ phải đi tìm. Và chúng ta sẽ có nơi ở free. Con gà. Gà uầy. Một cái được luôn này. Đi rồi ta. Ok, nó vô dụng rồi. Lag. Ở ngôi làng này khá là rộng nhỉ. Bàn chế tạo này đỡ phải chế tạo. Yes. Có làng là rất là tiện, mình đỡ phải chế tạo nhiều thứ nha các bạn. Ôi, làng thợ rèn này, nhà thợ rèn. Các bạn thông cảm, phiên bản 1.12 mà nó lag này thì mình không dám chơi 1.14. Ok. Tuy lag nhưng số may thật. Uầy, tạo cái giới chơi sít này ngon nhờ. Vừa có biển, vừa có nhà, mà lại nhà ông thợ rèn lại. So wow. Yes. Lại còn có táo luôn này. Đủ làm quả táo vàng rồi. Rồi cúp sắt luôn. Số hôm nay đen à, nhầm đỏ nhỉ. Ok, thôi mình sẽ cứ để cái hòm ở đây tiện gì vào. Nó sẽ để thêm cái hòm nữa. Mà thôi, hay là mình lấy vào trong nhà mình nhỉ. Kiếm cái nhà nào ở tạm nhà thợ rèn. Không có cửa, mình sợ zombie nó gánh. Mà lag này thì PvP cái. Sợ trời tối lag này thôi. Creeper đến ấn chạy không kịp. Hay cùng nó nổ nó phát banh. Lag. Lag kinh tởm luôn. Cái căn nhà này vẻ khá là được. Nó sẽ mượn tạm bàn chế tạo. Bập. Có bàn chế tạo không? Yes. Ok, đây sẽ chỗ ở của mình. Tôi sẽ đặt hai cái hòm ra. Mình phải kiếm con cừu để làm cái giường trước trời tối. Không zombie nó đến nó thịt. Lạc. Con cừu. Bên đây không thấy con cừu nào nhỉ. Hoàn cận trở thành lag quá. Chỉ còn cách chuyển xuống 200 rồi. Ok, mở được hơn một tí. Vẫn lag. FPS bao nhiêu đây? Mười mấy này chơi đầm đái cực đấy. Ok, nghĩ ra đỡ. Lúc nãy có năm mấy, có 57 FPS, giờ mười mấy anh ngon. Bản này chưa có cập nhật dân làng, chưa có pillage, nó chỉ ở 1.22 thôi. Ok, có con bò vô dụng thật, mình đang cần tìm con cừu. Không có dâng đi ngủ kiểu thế. Lạc. Ủa, giật. Đã biển và rất nhiều biển. Lag này thì mình nên dự phòng thì hơn. Mình sẽ vào lại căn nhà thần thánh của mình.
đây đúng không? Sai rồi. 9 FPS, 13 FPS. Hửa la qua. Ui, làng này rộng phết. Làng rộng thì nếu mà máy mượt thì ok, tuyệt vời. Nhưng mà máy lag làng rộng là thôi nát. Mình sẽ đứng ở góc này. Ok. Ôi trời tối luôn này. Ui mình vừa làm rồi. May thật. Insert quá trình chuẩn bị. Quên. Ok. Ổn đấy, được rồi. Ok, trời tối rồi. Mình sẽ cất bớt đồ vào. Đừng mặc áo giáp sắt này vội. Đồ mình khá ít, mình nên để dành đi hơn. Cất áo giáp vô. Cầm cúp ra. Phải làm bộ cái kiếm đá mới được. Cất hết đồ tốt vào. Có gỗ rồi. Có nên làm kiếm gỗ nhỉ? Mình đang suy nghĩ. Sau vài giây suy nghĩ mình đã rút ra kết luận. Hừm. Cái gì nhỉ? Alo. Sorry các bạn, mình hơi núp. Ok. Mày có thanh kiếm gỗ. Đi đầm đá tham. Zombie đâu? Ngon đây PVP. Với một thanh kiếm gỗ mình sẽ đấu với một đống bị zombie. Skeleton. Thôi mình dị ứng skeleton. Không có khiên là bắn nó tụt. Có khiên cơ. Tạm thời đánh mấy con zombie trước đi. Lạc qua. May bản này chưa có chết đuối, bản này gần biển đấy. Cái làng này gần biển này là thế nào mà đống chết đuối chui lên. Lúc ấy hơi bị kinh à. Chưa thấy con zombie nào mà toàn sờ skeleton. Đây là hard mode chưa? Ô nó bắn. À, ơ điêu vậy. Easy mode gì mà khó vậy. Lag. À, nó bắn gần thoát rồi. Jump. Phải có yếu tố bất ngờ. Tựa nó bất ngờ mình. Sắp chết rồi à. Thôi trận này. Hy sinh. À, kiếm gỗ đẹp chả ăn gì cả. Xui thật. Nó bắn to. Nguyên cây máu to. Mà lát quá. Không biết các bạn xem video mình post lên trông nó có lag nhỉ? Chứ còn mình chơi đang cực kỳ lag. Hy vọng video mình post lên không bị lag. Chứ các bạn xem mà lag lại hơi chán nhỉ? À con skeleton kìa. Trả thù. À không trả thù được lag quá. Bật. Ui. What the hell? Vừa bảo zombie cái chúng nó đến hội đồng luôn. Ngon đấy, ơi giời. Ish. Hy sinh rồi. Oxid. Creeper. What the hell? Oh, spider. Boom. Vừa zombie, vừa nhện. Vừa creeper nổ cùng lúc. Cái này phải gọi là chế độ hacker. Easy cái. Đau tim quá. Đang tưởng mỗi con skeleton bảo ở xong gì zombie đâu. Hai con zombie con, một con spider, một con nhện, hai con creeper, một con skeleton bắn. Chạy tụt quần, cuối cùng nó bắn nhau thọt luôn. Kinh khủng. Cái này gọi là tra tấn như easy mode cái. À thôi, có con nhện kìa. Ra thủ tiêu nó mới nhận. Ish, nhện đi một mình là nhện chết, nhện đi một mình là nhện chết, đập nhện. Lag à? Ui, lag. Lag à?
Không lag game là dễ, chẳng qua là mình bị lag thôi. Không thích đấy. Chúng ta sẽ lấy thử. Chúng ta phải đi tìm đá ra không? Có đá thì mới làm được cái kiếm mạnh mạnh chứ. Ồ, à ở anh zombie thường thì được. Chứ bọn zombie con căng phết. Zombie thường. Zombie thường. Nửa team tiếp. Nhầy máy không lát thì zomba con. Zombie tuổi. Easy. Mỗi tội là mình máy mình lát qua này có mười mấy, thậm chí lại có 1-2 FPS thì tính đấm cửa ghê. Mình có khá nhiều hạt giống nhỉ, rồi chưa tìm chỗ nào đào đá. Gỗ cũng sắp hết rồi, chặt rồi. À giết con nhện nữa. Thế là bé nhện đứng đây làm chi? Lag 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 rồi. Đứng đây làm chi? 10 FPS, 10 FPS PVP còn nhớ. Ủa lag không ấn được luôn. Máy cũ quá lag kinh khủng này. Đánh đấm kiểu ghê. Lại tụt level. Căng thẳng. À, có con zombie ngon rồi. Ồ, cái cột tí đen đen dài dài cái nhở. Ủa, hai con Enderman. Hai con Enderman. Ở trên ngu rồi. Ở skeleton kia. Hai con Enderman, hai con zombie, một con skeleton. Nhau không? Nhau. Insert quá trình đánh nhau. Lá qua lá qua. Tụt rồi, tụt rồi, thọt 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 thọt. Cạn thấy không? Rất là căng thẳng mà lại cầm kiếm gỗ này chọi cái ông đấy đi. Cầm quả kiếm kim cương rồi nó mới hay. Ui rồi zombie zombie. Đóng cửa nhà. Con zombie đồ. À ok. Hello zombie, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Đấy, lát mà ngon. Lại lát rồi. Con zombie nào muốn đến gánh team nữa không? Có đây. U nó mở cửa vợ. Bảo vệ dân làng. Ê, à, ngọn zombie. Ủa vỡ kiếm rồi, vỡ kiếm rồi. Có gì đã bổ mạnh rồi, bổ mạnh rồi, bổ mạnh rồi. Đụng vào dân làng của tao mà ngon là con. Vớ vẩn zombie. Nhưng tưởng trời sáng rồi, hóa ra trời vẫn tối này. Nhẹ dùng rìu PVP luôn. Chấp hết. Hai con à, hội đồng một thằng lác máy à, hội đồng thằng lác máy, hội đồng một thằng lác máy. Chấp nửa. Ô có con gì đánh sau lưng mình rồi, có con zombie con rồi, có con zombie con đúng không? Ô không, ok may quá, một team với cưng. Căng thẳng game rồi, vừa chết là hơi căng này. Gà gà gà, give me thịt gà. Ok, xong, có thịt gà. Căng thẳng thật. Minecraft PC khó hơn PE nhiều. Kinh quá, chứ nó đập không trượt phân nào. Kiểu con zombie kìa, zombie kìa. À, đi đơn lẻ à? Chơi đơn lẻ, chơi đơn lẻ, chơi đơn lẻ. Này lấy. À đâu, có đồng đội, có đồng đội. Hội đồng. Trời ơi, ôi trời ơi, vũ khí mạnh là game là dễ. À, skeleton phải báo thù. Lúc nãy nó dám bắn mình. À, vì tổ quốc xông lên đánh nhau với. À quên, mình còn một team. Nó bắn cho phát chết luôn. Ở chấm. Giật mình bây giờ nhớ ra mình còn một team, mình lao mình đấm đá. Ra gánh tiếp, vì tổ quốc hy sinh. Kìa kìa. Ha. Đánh ạ. Nặng nhợt nhợt. Cái quả trứng nữa này. Ui zombie zombie. Tích tụ đam. Bổ này. Căng thẳng. Căng ợ. Rồi chết rồi. Ok. Ô, skeleton tiếp, skeleton chết rồi, ba team. Một team, nửa team. Căng thẳng vậy, nửa team đánh nhau luôn nào, nửa team. Căng, căng, căng. Sắp vỡ rìu đá rồi. Bổ nốt mấy quả là vỡ rồi. Trời sáng nơi rồi. Ok.
con zombie nào nữa không chứ? Skeleton bắn đánh hơi khó, nó bắn xa mà. Lát này mình cũng không né được cung. Châu Khiên nó cũng hơi căng thẳng thật. Skeleton. Đồ cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi, gần chết rồi. Cố lên, tay không bổ nó. Rồi. Yes. Level 5, ok. Và nếu bạn thấy video mình hay, bạn like video, đăng ký kênh nhận chuyện báo video nhất của mình nhá. Ok, mình đang bật video. Zombie con. Hai con zom con, ôi không. Chúng nó đến để trả thù mình. Những con zom con. Nhờ lag lag lag, các bạn thấy lag không? Ok. Được rồi, thôi mình xin tạm biệt các bạn. Thời lượng video được 15 phút rồi nhỉ? Hay là mình làm hẳn 20 phút đi? Nghĩ 12 second, $5. Yes, later. Ok, mình quyết định sẽ làm thêm 4 phút nữa. Ô ly. Ok. Vừa kịp vỡ cái rìu đá. Kiểu vừa bổ xong rồi đấy thì vỡ cái rìu đá. Ôi may thật nha. Lắc quá. Mà nếu bạn thích cái series Simple ở trên máy tính này thì thôi, để mình chạy con Creeper đã, tính gì tính sau. Ok, còn mà nếu bạn thích cái series Minecraft PC Simple trên máy tính này thì các bạn hãy like video, đăng ký kênh, nhấn chuông vào những video nhất của mình nha. Và nếu video này đạt 20 like, mình sẽ làm cái phần tiếp theo. Còn Creeper còn đuổi không? Còn mày quá. Bây giờ mình còn phải chỉnh cho nó đỡ lag này. Ok, mình xin tạm biệt các bạn. Không cứ à mày không không thể chào được, cứ đang chào các bạn thì lại có con đến nó vớ vẩn ở làng vướng này. Cút. Ish. Zombie con la qua lại la rồi. 6 fps này, 10 fps này, 10 zombie, 10 con zombie cúp gỗ bổ luôn. Cúp gỗ chấp hết, không bằng kiếm gỗ nhưng có cái đồ bổ là ngon rồi. Thua trận này, thua rồi. Ngu này đứng đấy. Một máu chấp zombie con. Ok, một máu chấp zombie con, một team chấp hết. Game là dễ, một team chấp nguyên con zombie con, dùng cúp gỗ, cái này gọi là chấp. Thôi mình đùa thì thôi. Mình xin tạm biệt các bạn. Ok.